Sáu tướng mạo phúc trời sinh của phụ nữ lộ rõ trên mặt. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của kênh Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của Nhân Tướng Học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong Nhân Tướng Học và xem tướng phụ nữ, các chuyên gia tướng học nhận thấy rằng có một số ít phụ nữ may mắn có quý tướng hơn người, đặc biệt là 6 nét tướng mạo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Vầng trán cao và rộng, tướng hoàng hậu. Xem tướng phụ nữ nhận định người có vầng trán cao và rộng thường là người nữ rất tâm lý và chu toàn, làm việc cẩn thận, vượng vận quý nhân và dễ có trí tuệ hơn người, tài năng xuất chúng. Xếp hạng họ có tướng hoàng hậu là bởi lẽ họ rất có phúc phần, may mắn hanh thông trong sự nghiệp, nhiều khả năng làm nữ cường nhân khi tuổi đời ngoài 35. Điểm cộng ở chốn công sở là họ có mạng lưới xã giao rộng khắp, nên dù không quá giỏi giao tiếp nhưng họ luôn nói chuyện thành khẩn và hành xử chân thành, nên được lộc tiền tài khá nhanh. Nếu gặp được cấp trên biết nhìn xa trông rộng, biết khống chế và làm chủ toàn cục, họ sẽ dễ dàng nắm giữ được những vị trí quan trọng, vừa là cánh tay phải của người cầm đầu, vừa khéo léo điều hành cấp dưới làm việc hiệu quả. Sống mũi cao và thẳng, tướng công chúa. Người nữ có sống mũi cao và thẳng trong Nhân Tướng Học và xem tướng phụ nữ nhận thấy họ dễ có mệnh phú quý, được yêu chiều và trân trọng như nàng công chúa. Vì họ có tướng mệnh vương giả trong cung đình là bởi lẽ mũi trong xem tướng mặt chính là cung tài bạch, chủ cho tài lộc của mỗi người. Nữ giới có phúc phần mới có thể sở hữu phúc tướng hơn người này. Nếu hôn nhân vượng vận, gặp đúng chân ái của cuộc đời, họ dễ lấy chồng đại gia, thay đổi hoàn toàn về kinh tế và vận mệnh sau khi yên bề gia thất. Điều kiện để họ có thể bước sang trang mới của cuộc đời là cần năng làm việc thiện, tích đức cho bản thân và gia đình. Tốt nhất nên kết hôn muộn khi mà gần 30 tuổi. Người nữ này nếu xuất thân trong gia đình giàu có, thường sẽ có lộc tiền bạc khi ngoài 25 tuổi, chỉ cần chịu khó chăm chỉ làm việc thì tiền đồ rộng mở. Nhưng đa phần, họ sẽ lùi về làm hậu phương vững chắc cho chồng sau khi kết hôn. Tướng mặt của người lãnh đạo. Người có tướng lãnh đạo làm chức cao có địa vị trong xã hội là người có hai tay áp sát đầu, môi góc cạnh, cân xứng, nhân trung sâu, có hình tam giác. Người này vô cùng thông minh sắc sảo, có trí óc tuyệt vời. Họ tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp, khiến ai cũng nể trọng. Hơn nữa, trong Nhân Tướng Học, phụ nữ mà có đầu mũi to, đầy đặn, phần thịt hơi rủ xuống là người thật thà, có ý chí kiên cường, thẳng thắn, luôn đặt mục tiêu cho tương lai và làm mọi cách để đạt được nó. Cũng nhờ bản tính này mà họ trở thành trụ cột của gia đình, là cánh tay đắc lực hỗ trợ kinh tế cho gia đình cùng với chồng. Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ. Theo Nhân Tướng Học thì người phụ nữ mạnh mẽ có mặt chữ điền, gương mặt thô. Họ không thích dựa dẫm vào người khác, lúc nào cũng tự mình giải quyết mọi chuyện. Người này dù có kết hôn rồi thì cũng tự lực cánh sinh, ít khi nhờ vả chồng được gì. Người này nếu có vầng trán rộng, cao, môi trên dày thì rất chung thủy. Một lòng vì chồng, yêu thương và dạy dỗ con cái rất tốt. Họ sống có trách nhiệm quy củ, không sợ khó khăn, việc nặng nhọc. Tướng mặt của người, ai gặp cũng yêu. Người phụ nữ sở hữu tướng mạo này thì thường có lông mày lá liễu, ánh mắt sáng, long lanh, tóc mềm mại hấp dẫn. Đây là người có đường tình duyên đào hoa, nhiều người phải thầm thương trộm nhớ. Họ trong sáng, hiền từ và lương thiện, kể cả sau khi đã kết hôn, vẫn luôn được nhiều người yêu quý, dành nhiều tình cảm. Bên cạnh đó, khuôn mặt mà hình chữ điền thì chứng tỏ họ là người rộng lượng, suy nghĩ chu đáo, biết chăm lo cho gia đình, quan tâm tới bạn bè và thích giúp đỡ họ. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ tổng hợp những nữ mệnh chủ có những đặc điểm trên sẽ có được đường công danh sự nghiệp tốt nhất trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nữ mệnh tuổi Sửu.
Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có Thái Tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến trong năm Canh Tý 2020 thì sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Và năm Canh Tý này đối với những mệnh chủ vẫn còn đang trong vận học hành sẽ không lý tưởng. Học sinh thì tâm trí hỗn loạn, ham chơi, sao nhãng học hành, cần người đốc thúc kịp thời. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu cũng sẽ có những trắc trở khi mà do hung thần thiên không gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp năm 2020 của nữ mệnh tuổi Sửu, canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa thứ tài trong năm, nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao. Sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Nữ mệnh tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng quan tiến chức thì năm Canh Tý này nữ mệnh tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về chuyện tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc. Đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người nữ mệnh tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như là thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Tiếp theo đó là nữ mệnh tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của nữ mệnh tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá mà chủ quan, bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng, cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Xem vận trình tài lộc của nữ mệnh tuổi Dần năm 2020, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn trong năm, đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay, song dù làm gì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn cần phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay, người nữ mệnh tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của nữ mệnh tuổi Dần một bước lên mây. Và tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó là nữ mệnh tuổi Mão. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tí thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên nữ mệnh tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài Thái Tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp cho nữ mệnh tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi cho con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do Thái Tuế Tý Thủy và nữ mệnh tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình, nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa. Đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng, nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận rõ ràng. Nếu không được thỏa hiệp từ trước đó, thì hậu quả quả thực là khôn lường. Có thể do canh tị, đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ.
Thái Tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của nữ mệnh tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái Tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà nữ mệnh tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng phải họa kiệt tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì năm 2020 nữ mệnh tuổi Mão cần phải lưu ý làm gì thì tốt nhất cũng phải tuân theo quy định. Theo pháp luật, dù có là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay là do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho tốt để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc phải sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ sông suối, hạn chế tới những nơi ẩm ướt âm u tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên người nữ mệnh tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và vòng cam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp hóa giải hạn Thái Tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ thì thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp cho nữ mệnh tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tiếp theo đó là nữ mệnh tuổi Tỵ. Luận tử vi về sự nghiệp của nữ mệnh tuổi Tỵ trong năm Phạm Tam Tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên thì không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát nữ mệnh tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này. Tuy nhiên thì bản mệnh cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên thì không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội để thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhục chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng. Bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được may mắn hanh thông, người nữ mệnh tuổi Tỵ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có được tương lai tốt đẹp. Năm 2020 này, nữ mệnh tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức. Nhưng bản mệnh cũng đừng vì thế mà buông xuôi. Càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội, dù ít ỏi, để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Và cuối cùng, đó là nữ mệnh tuổi Tuất. Về tổng thể, vận thế của người tuổi Tuất, năm 2020 không có nhiều biến động lớn, bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng mà khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2020, canh kim lộ xuất thực thần, cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Thái Tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến nữ mệnh tuổi Tuất, nên sự nghiệp của người tuổi này nói chung khá là thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà bạn cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai.
dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm mà bạn hạt gái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra thì trong năm nay bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập, giao lưu. Còn về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú tọa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Canh Tý con giáp này không thuận lợi chuyện hôn nhân hoặc là gia ở riêng. Còn trong chuyện tình cảm thì nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu có tình cảm với ai thì nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc là vào bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu không thì sẽ để cho cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân, nữ mệnh tuổi Tuất còn cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay thì gia đình dễ có người ốm đau hoặc qua đời. Tuy nhiên, tuổi Tuất cũng không nên quá lo lắng về vấn đề này, bởi trong năm thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng như là nguy hiểm rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên là những điểm sáng cũng có xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Nhìn chung thì vận trình của nữ mệnh tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm nay, sự nghiệp tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tai ách của năm. Với những người nữ mệnh tuổi Tuất cần phải có vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được sự cát lành. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là 5 con giáp có tố chất hơn người sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong 5 con giáp đó hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để có thể theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp của tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị. Quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Giang Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại vào những video.